Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi một thông tin sức khỏe của Đài Phát Thanh truyền hình Hưng Yên. Năm hết tiết đến, những người làm chương trình xin kính chúc quý khán giả có thật nhiều niềm vui, hạnh phúc và thành công. Thưa quý vị và các bạn, uống trà từ lâu đã trở thành thú vui tao nhã của người Việt. Ngày xuân, ngoài mâm cỗ tự nồng, không thể thiếu ấm trà nóng để bằng hữu quây quần ôn lại chuyện vui buồn của một năm qua, mang lại rất nhiều lợi ích sức khỏe. Trà thảo mộc sẽ là thức uống không thể thiếu trong dịp Tết đến xuân về. Thông tin có trên trang dân trí. Thường xuân với trà gừng, thường xuân với trà gừng, một tách trà trong những ngày Tết còn giúp bạn tiêu bớt chất béo của các loại thức ăn, lưu thông khí huyết. Hãy thử một tách trà gừng với mật ong và chanh và bạn sẽ thấy nó mang lại hương vị đặc biệt khi uống nóng. Loại trà này đặc biệt tuyệt vời khi dùng vào mùa đông. Bạn có thể mua nó ở cửa hàng hoặc tự pha chế bằng các nguyên liệu sẵn có ở nhà. Trong gừng có nhiều hợp chất paradon có tác dụng tiêu diệt tế bào ung thư, hạn chế khối u di căn sang các tế bào và các bộ phận khỏe mạnh khác. Lợi thế lớn nhất của trà gừng là tốt cho sức khỏe của dạ dày, khắc phục sự cố liên quan đến tiêu hóa kém, đầy hơi và bệnh dạ dày, thậm chí cả ung thư ruột kết. Theo các chuyên gia ở Đại học Y khoa Harvard Mỹ, trà gừng còn có tác dụng hạn chế tình trạng ốm, nôn ngén ở phụ nữ mang thai 3 tháng đầu, cải thiện số lượng và chất lượng tinh trùng ở đàn ông. giảm cân và dưỡng da với trà cam thảo không chỉ là thức uống nhâm nhi được mọi người yêu thích theo các nhà khoa học mỹ trà cam thảo được đánh giá là có tác dụng giảm béo rất hiệu quả ngoài việc luyện tập thể dục bạn hãy thường xuyên sử dụng trà cam thảo để nhanh chóng có được thân hình thon thả một loại trà khá thú vị với hương vị ngọt ngào và phù hợp với khung cảnh ngồi một mình thư thái thật tuyệt trong một buổi tối mùa đông ngồi đọc một cuốn sách hay và thưởng thức một tách trà cam thảo ngọt dịu nghi ngút khói Cam thảo có tác dụng bồi bổ cơ thể, giảm cholesterol, giải độc, bảo vệ gan, ức chế sự phát triển của tế bào ung thư, tăng sức đề kháng cho cơ thể. Thanh lọc cơ thể từ trà hoa cúc. Thanh lọc cơ thể từ trà hoa cúc từ lâu. Hoa cúc được xem như là một loài thảo dược có nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe con người. Sử dụng hoa cúc lâu ngày sẽ giúp làm đẹp nhan sắc, kéo dài tuổi thọ. Theo đông y, hoa cúc có vị ngọt hơi đắng tính mát có tác dụng thanh nhiệt giải độc giải cảm giáng hỏa mát gan làm sáng mắt vì vậy hoa cúc thường được dùng để chữa các chứng do phong nhiệt như chóng mặt nhức đầu đau mắt chảy nước mắt đinh nhọt sang lở ngoài ra hoa cúc còn rất tốt cho những người bị các chứng mất ngủ tinh thần bị căng thẳng khó tập trung so với các loại thảo dược có tác dụng thanh nhiệt khác hoa cúc còn giúp sáng mắt làm tinh thần thoải mái hạ huyết áp phù hợp với trẻ em và cả những người trưởng thành Hạ huyết áp với trà tim sen, trà tim sen là loại trà thảo mộc đã khá phổ biến để có được giấc ngủ ngon, kích thích hệ tiêu hóa, hạ huyết áp, giảm căng thẳng lo âu và bên cạnh đó còn rất tốt cho bệnh nhân bệnh tiểu đường. Theo lương y Nguyễn Trung Hòa, chủ tịch Hội Đông y học cổ truyền Thành phố Hồ Chí Minh, thì trong tim sen có chứa hợp chất có tác dụng rất tốt trong việc kiểm soát sự hấp thụ của glucose, hạn chế rối loạn chuyển hóa carbon hydrate. Trà tim sen có công dụng dưỡng âm, tính ấm, ích thận. Vì vậy, bên cạnh giúp cho bạn có giấc ngủ ngon, tác dụng tốt với bệnh nhân tiểu đường thì trà tim sen còn hỗ trợ hoạt động của thận rất tốt. Tuy nhiên, trà tim sen chỉ phù hợp với những người bị nhiệt, nóng trong người, còn với những người trường hợp như đang bị hư nhiệt thì không nên sử dụng trà tim sen để tránh gây mệt mỏi, suy giảm trí nhớ. Tác dụng của trà atiso với sức khỏe. Theo lương y Hoàng Gia Trí, phòng khám số 2 thể giao Hà Nội. Với những người bị gan thì có lẽ trà atiso đã quá quen thuộc rồi. Nó vừa là tốt cho gan, làm sạch gan, phục hồi gan mà không làm hại đến các bộ phận khác trong cơ thể. Trà atiso trong đông y có vị ngọt tính mát, không chỉ chữa gan mà còn hỗ trợ viêm khớp, mụn nhọt và các bệnh liên quan đến huyết nhiệt. Trà atiso có chứa các chất như phốt pho, sắt, các vitamin A, B1, B2, C và hàm lượng vitamin C, Chất sinarin có trong trà atiso đặc biệt cao cải thiện khả năng tiêu hóa và điều trị chứng buồn nôn. Hơn nữa nếu muốn cải thiện làn da mụn thì bạn nên uống đều đặn mỗi ngày 1 đến 2 tách trà atiso. Trà hoa nhài làm giảm những cơn đau đầu, không thể bỏ qua loại trà thảo mộc này trong những ngày đầu xuân. Với hương thơm dịu nhẹ của mình, trà hoa nhài rất được nhiều người ưa thích. Theo lương y Nguyễn Xuân Hướng, nguyên chủ tịch Hội Đông y Việt Nam, không chỉ có tác dụng tốt cho sức khỏe mà trà hoa nhài còn giúp cải thiện phong dáng. Hương thơm dịu của trà hoa nhài giúp bạn tỉnh táo, thanh lọc cơ thể. Trà hoa nhài còn giúp bạn chống lại các bệnh như viêm khớp, tiểu đường, điều trị đau đầu, ho, làm dịu cơn đau. Quý vị và các bạn thân mến, bí quyết sống thọ của người dân Nhật Bản, nâng cao tuổi thọ của người dân Thụy Sĩ sẽ là những thông tin hữu ích có trong chương trình ngày mai mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi một thông tin sức khỏe của đài phát thanh truyền hình hưng yên hôm nay xin được khép lại tại đây cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin thân ái chào tạm biệt